Tôi là một người rất thích DIY, đặc biệt là những người làm mộc, làm nhà bằng gỗ. Vì thế thường xuyên xem những video về những người thợ nước ngoài. Họ xây dựng những ngôi nhà bằng gỗ hay làm ngôi nhà trên cây, cực kỳ đẹp và độc đáo. Xem nhiều mới thấy, tại sao người Mỹ lại hay làm nhà bằng gỗ để ở vậy nhỉ? Có những ngôi nhà làm bằng gỗ mà tuổi đời lên tới hàng trăm năm vẫn rất đẹp. Đặc biệt, nếu bạn xem những bộ phim về những cowboy Mỹ, có thể thấy những ngôi làng, thị trấn, cánh cổng làng hoàn toàn được dựng bằng gỗ. Những ngôi nhà với nhiều phong cách, màu sắc khác nhau tạo nên nét đặc trưng của vùng đất miền viễn Tây này. Nó đã làm nó như thế nào? Kỹ thuật làm nhà gỗ của người Mỹ có gì khác biệt với Việt Nam chúng ta? Cùng phun chip trên hành trình khám phá những lý do vì sao người Mỹ thích làm nhà gỗ như vậy nhé. Một, về văn hóa xây nhà gỗ. Làm nhà bằng gỗ là một trong những nét đặc trưng từ xưa tới nay của văn hóa Mỹ. Từ thành thị tới nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những căn nhà gỗ. Theo thống kê, từ năm 1950 đến năm 2018, có khoảng 93% ngôi nhà được xây bằng gỗ ở Mỹ. Có thể nói, việc làm những ngôi nhà bằng gỗ đó là niềm tự hào của họ. Nhưng chúng ta đã biết, Mỹ, hay còn gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với đa sắc tộc, đa tôn giáo, người Mỹ từ khắp nơi trên thế giới đến với mảnh đất này. Trong đó, từ thế kỷ thứ 16, người châu Âu di cư tới Bắc Mỹ sinh sống. Họ không dùng những vật liệu như đá, đá vôi hay gạch để xây nhà, mà họ tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây gỗ ở Bạt Ngàn, những khu rừng mọc khắp nơi xung quanh nơi họ sống để xây dựng lên ngôi nhà của mình. Từ đó, việc làm những ngôi nhà gỗ đã phát triển, ngày càng trở nên phổ biến. Nó đã trở thành một nền công nghiệp xây dựng nổi tiếng ở Mỹ hàng thế kỷ qua. 2. Nguyên liệu làm nhà bằng gỗ. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng họ lại khai thác và trồng mới một cách rất khoa học để bảo vệ và phát triển rừng. Vì thế đến ngày nay ở Mỹ vẫn có những khu rừng già rất rộng lớn. Những khu rừng thông được nhiều đoàn làm phim lấy bối cảnh như trong phim Trạng Vạng. Hai nhân vật chính đã bay từ cây này qua cây khác, cuối cùng là đứng trên ngọn cây thông khổng lồ để ngắm thành phố. Hay trong bộ phim Sự Trỗi Dậy Của Bầy Khỉ, chúng ta cũng thấy những cảnh quay siêu ấn tượng khi bầy khỉ chiếm lấy khu rừng khổng lồ. Có thể thấy, với kinh nghiệm truyền thừa nhiều thế kỷ về kỹ thuật xây nhà bằng gỗ xẻ, nó đã phát triển đến mức ai cũng có thể xây một ngôi nhà bằng gỗ cơ bản, kể cả là những người phụ nữ. Thứ ba, về sở thích DIY, do it yourself, là tự làm lấy cho bản thân của mình. Đến ngày nay, nó đã phát triển thành một bộ môn, đó là DIY, do it yourself, với những bộ dụng cụ bán sẵn cực kỳ thuận tiện để làm cho người đam mê tiếp cận. Nhờ đó mà ai cũng có thể xây dựng cho mình một căn nhà gỗ theo ý thích và nhu cầu sử dụng của mình, với chi phí thấp nhất, lại thỏa mãn được đam mê. Thứ tư, về chi phí xây dựng. Để so sánh giữa việc xây dựng một ngôi nhà bằng gạch và một ngôi nhà bằng gỗ ở Mỹ, thì tất nhiên rồi, là một ngôi nhà bằng gỗ thì vượt trội hơn về thời gian hoàn thiện, đặc biệt là chi phí tiết kiệm hơn. Nó cũng phù hợp với một vài địa phương ven biển nhiều gió bão. Khi những ngôi nhà bị phá hủy, người dân dễ dàng nhanh chóng xây dựng lại một ngôi nhà mới để ở, thay vì bỏ một đống tiền xây nhà gạch mà thời gian lại quá lâu. 5. Phù hợp với đặc tính di chuyển. Người Mỹ có xu hướng thích xê dịch. Họ có thể di chuyển khắp đất nước, chứ không ở cố định một nơi. Theo thống kê, có khoảng 35,5 triệu người Mỹ di cư mỗi năm. Trong những năm gần đây, họ có thể thay nhà tới 4-5 lần. Do đó, việc xây và ở những ngôi nhà bằng gỗ là phù hợp hơn rất nhiều. Nếu sau khi họ di chuyển, chủ mới không thích phong cách của ngôi nhà đó, có thể phá đi, xây lại rất dễ dàng. Không như những ngôi nhà bê tông khô cứng khác, việc thay đổi sẽ rất tốn kém và mất thời gian. Chưa kể việc ô nhiễm môi trường khi phá đi sẽ để lại rất nhiều rác thải xây dựng khó xử lý. 6. Về chính sách sở hữu bất động sản. Một yếu tố quan trọng là về chính sách cũng tác động rất nhiều đến văn hóa ở của người Mỹ. Bất động sản được bán có thời hạn đối với tất cả các loại hình nhà ở như căn hộ, trang trại hay là biệt thự. Khoảng 85% bất động sản ở Mỹ được bán dưới dạng có kỳ hạn. Việc xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ vừa khớp với hạn sử dụng đất, khi đó sẽ tiết kiệm hơn nếu mà có bị thu hồi hay là trả lại. Hơn thế nữa, nếu như người châu Á có truyền thống xây ngôi nhà bền vững để lại gia sản cho con cháu, thì người Mỹ có vẻ lại không như vậy. 7. Nhà gỗ thân thiện với môi trường. Với người Mỹ, họ xây dựng những ngôi nhà bằng gỗ không quá cầu kỳ, không chạm trổ tinh xảo như người châu Á chúng ta. Họ nhấn mạnh hơn về kết cấu an toàn và công năng sử dụng. Một lý do nữa họ muốn làm nhà bằng gỗ
bởi vì gỗ là một vật liệu thân thiện với môi trường. Nhà gỗ tạo ra ít khí CO2 hơn và có thể tái chế hoàn toàn khi không sử dụng. 8. Đặc tính cách nhiệt của gỗ khiến người Mỹ lựa chọn. Đặc tính của gỗ cũng cách nhiệt hơn gấp 3 lần so với gạch đặc, gấp 16 lần so với bê tông tiêu chuẩn. Xem phương pháp thi công của người Mỹ thì chúng ta luôn thấy họ làm theo một công thức. Một lớp gỗ bên ngoài, ở giữa sẽ bơm bọt hoặc là dùng bông cách nhiệt. Sau đó, ốp một lớp gỗ bên trong. Một bức tường gỗ như vậy có thể dày đến 20-30cm. Với cách thiết kế như vậy, họ còn chạy được cả hệ thống ống dẫn nhiệt trong vách, giúp sưởi ấm ngôi nhà ngay cả khi mùa đông giá rét tràn về. Ở trong căn nhà gỗ, cảm nhận như có một chiếc điều hòa không khí tự nhiên, giúp không gian thông thoáng thoải mái, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè. Nhờ đó, có thể tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa làm mát về mùa hè hay là chạy hệ thống sưởi vào mùa đông. 9. Xây nhà gỗ mang đậm tính cá nhân của người Mỹ. Những ngôi nhà bằng gỗ cho phép người Mỹ dễ dàng thiết kế, trang trí đa dạng theo sở thích cá nhân, thể hiện phong cách, nhưng ở đó vẫn có những tiêu chuẩn chất lượng riêng để đồng bộ sự thống nhất, như là tiêu chuẩn bậc cầu thang cao bao nhiêu cm, mặt bậc cầu thang rộng bao nhiêu để an toàn cho bước chân. Vì thế, những vật liệu gỗ được các nhà sản xuất làm theo kích thước tiêu chuẩn như gỗ ốp tường, nẹp chân tường, nẹp phào chỉ, nẹp khuôn cửa. Để chứng minh được điều đó, trong phần cuối của video này, tôi sẽ dẫn các bạn đi xem một nhà máy sản xuất gỗ để xuất sang Mỹ ở Việt Nam. Tại đây các bạn sẽ thấy được một quy trình từ lúc thanh gỗ còn thô đến từng khâu hoàn thiện thành vật liệu gỗ cực kỳ bền đẹp và chắc chắn để xuất sang thị trường khó tính nhưng đầy đô la này.
I've never been.